Xin chào các bác. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một tấm lưới. Đây là lưới cước Thái Lan. Lưới 3 lớp. Phao người nhà em cặp chìm phao màu lâu. Cước là sợi cước 20. Đấy. Đây, màu trắng tím, cước Thái Lan rất dày ạ. Cước 20 rất dày. Sợi mắt lưới là then 5. Thêm 5, thêm 6, thêm 7 đều có. Lưới này cao 1m2, dài 120m. Giá cũng rẻ thôi. Em bán theo nghị chỉ có 300.000 thôi. Đấy. Hàng Thái Lan chứ không phải không phải hàng tàu đâu. Hàng tàu thì rẻ hơn. Chỉ rất đẹp ạ. Kẹp chỉ rất tròn và đẹp đều. Đấy. Đường kẹp chì em đi hai đường nhé, một đường cước và một đường cào. Đấy. Các bác nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ với em nhé, vào số điện thoại 0982 510 555.